Tức là anh em vào phòng cùng với mấy cái đứa cày thuê là anh em luôn. Vào phòng cùng mấy thằng hack map để nó soi map cho anh em luôn. Hay, cái này hay ha. Cái này hay ha. Cộng đồng mấy cái đứa làm ngầm lại dậy sóng rồi. Lại dậy sóng rồi. Đây là cú tát vả vào những thằng bảo là Garena ban vô lý. Hi, xin chào các bạn. Tùng đang xây lại kênh YouTube từ những con số 0. Các bạn ấn vào đăng ký để ủng hộ Tùng Họa Mi nhá. Còn bây giờ quay trở lại với video thôi. Thông báo xử lý vi phạm tài khoản tháng 7 năm 2024. Xin chào các kiện tướng. Tháng 7 vừa qua, hội đồng đã khóa tổng cộng là 87.379 tài khoản vi phạm. Chỉ tính riêng thời gian xử lý, xử phạt tối thiểu từ 6 tháng đổ lên, chứ không tính 7 ngày nha, không tính một cái nào 7 ngày. Tài khoản có dấu hiệu bất thường là 67.163 tài khoản. Tài khoản dàn xếp trận đấu là 9.445 tài khoản. Đây là bút bẩn. Sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp trò chơi là 9.197 tài khoản. Chỉnh sửa ứng dụng là 374 tài khoản. Đây là phần mềm thứ 3 này là hack này. Chỉnh sửa ứng dụng này là mod skin hay cái gì đấy đúng không? Đây, quảng cáo cày thuê 348 tài khoản. Vi phạm khác là 852 tài khoản. Chú thích: tất cả tài khoản có dấu hiệu bao gồm đây chú thích rồi. Tài khoản có dấu hiệu bất thường bao gồm nhưng không giới hạn các dấu hiệu sau: thiết bị chơi game không theo quy chuẩn thông thường, tỷ lệ thắng và thua có biểu hiện dàn xếp, thông số bất thường từ người chơi gửi về máy chủ. Với mục tiêu xây dựng cộng đồng trong sạch, lành mạnh để đem đến những trải nghiệm tốt cho người chơi. Hành vi xử phạt: chủ động cố tình tham gia chơi chung trận đấu với các... đây là bổ sung mới. Chủ động hoặc cố tình tham gia chơi chung trận đấu với các tài khoản người chơi trong diện bị xử phạt nhằm hưởng lợi, bao gồm không giới hạn, hack map, dàn xếp trận đấu, quảng bá cày thuê, đều phạt ban từ 3 tháng, từ 6 tháng đến 3 năm. Chết chưa? Tức là anh em vào phòng cùng với mấy cái đứa cày thuê là anh em luôn. Vào phòng cùng mấy thằng hack map để nó soi map cho anh em luôn. Hay, cái này hay ha. Cái này hay ha. Cộng đồng mấy cái đứa làm ngầm lại dậy sóng rồi. Lại dậy sóng rồi. Hội đồng khuyến cáo người chơi bảo mật tài khoản cẩn thận để tránh bị lợi dụng. Ngoài ra, hãy bài trừ và tránh xa các kênh có nội dung tiêu cực, xuyên tạc và thông tin sai sự thật. Về quá trình xử lý của hội đồng, hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng trong sạch và lành mạnh. Một số câu hỏi thường gặp. Đây, cái phần dưới này cũng hay này. Cái phần dưới này cũng rất hay nè. Tự nhiên lại có tin hot thế nhở? Tự nhiên tối nay lại có tin hot thế nhở? Câu hỏi thứ nhất: nếu trước đây tôi đã từng có hành vi vi phạm, ví dụ như cày thuê, nhưng hiện tại tôi đã dừng lại, làm thế nào để tôi tiếp tục không bị xử phạt nữa? Câu hỏi trí không? Các cháu ơi! Câu hỏi trí không à các cháu ơi? Câu hỏi quá trí luôn ạ. Câu hỏi này có trí không ạ? Câu hỏi này có tuyệt vời không là có tuyệt vời không? Có tuyệt vời là có tuyệt vời. Câu hỏi này có hay không là có hay không? Quá hay là quá hay thì... Câu hỏi trí vãi. Hội đồng luôn hoan nghênh cho việc sửa chữa sai lầm. Do đó, người chơi từng vi phạm, hãy xóa hết tất cả những nội dung vi phạm trên tất cả các nền tảng thuộc quyền sở hữu. Trên thực tế, nhiều người chơi từng vi phạm cũng đã được tạo điều kiện để người chơi có thể quay trở lại sau khi giải quyết vấn đề. Anh em chắc là A còng ngay tôi cái gì nữa. Đây là cú tát vả vào những thằng bảo là Garena ban vô lý. Tại sao những thằng đấy nó không cày thuê bao lâu rồi mà vẫn ban nó? Quá khứ dơ giấy dễ gì dấu diếm. Đây là câu nói để cho các bạn hiểu này. Không phải là khi mà các bạn không cày thuê nữa thì tức là các bạn sẽ ok. Không phải là cứ là bạn không cày thuê nữa, không phải là cứ là bạn không hack map nữa là Garena phải để yên cho các bạn, mặc các bạn làm gì thì làm. Bởi các bạn ấy không có đủ lý luận. Bởi vì các bạn biết tại sao? Vì nếu mà như thế tôi cứ cày thuê
Ví dụ nếu như mà bây giờ Garena không ra một cái quy định như này thì tôi cứ cày thuê đi, chẳng hạn ví dụ vậy. Xong rồi đến khi mà kiểu như là tôi thấy kiểu là Garena làm căng thì tôi lại bỏ, tôi lại không cày thuê nữa. Xong rồi tôi lại bảo là Garena không có quyền ban tôi. Xong đến lúc nào mà kiểu xong đến lúc tôi cảm thấy ok rồi tôi lại không cày thuê. À tôi thấy Garena lại xuôi rồi tôi lại cày thuê. Nếu mà như thế thì mẹ thật sự luôn ban có tác dụng gì. Thế nên là trừ khi là các bạn thực sự là các bạn quay đầu hẳn. Chứ còn nếu mà chơi theo cái kiểu như vậy thì thật sự luôn là, tức là có nhiều ông cứ bảo rằng là tôi bây giờ tôi không cày thuê nữa là các ông không được ban tôi. Ngày xưa tôi cày thuê nhưng mà bây giờ tôi không cày thuê nữa thì các ông không được ban tôi. Không được. Thế không được anh em. Bởi vì thật sự luôn là thứ nhất là các ông đã từng cày thuê thì các ông phải chịu một cái án phạt đã. Và cái thứ hai nữa đấy là khi mà các ông đã từng cày thuê rồi ấy thì các ông sẽ có những cái video và những cái bằng chứng. Đúng không ạ? Có rất nhiều video, có rất nhiều bằng chứng ở trên mạng là các ông đăng lên. Người khác đăng thì không nói gì, nhưng mà các ông chính các ông đăng lên. Nếu không phải xóa mất đi đã. Hôm trước tôi có lên, tôi có xem qua cho các bạn luôn đấy. Nếu người chơi thực hiện các bước trên rồi vẫn tiếp tục vi phạm ngầm thì sao? Hiểu không ạ? Tức là mồm thì bảo là thôi em xin lỗi ban lãnh đạo, em xin lỗi chính quyền, em sai rồi cho em quay đầu, đừng ban em nữa. Nhưng sau lưng thì vẫn nhận. Đấy chính là trường hợp hôm trước tôi vừa mới nói. Là mặc dù lên stream thì bảo rằng là em không nhận, nhưng mà đến lúc kiểu ví dụ Garena thử cài người vào inbox thử, anh ơi nhận cày thuê không, ấy từ chiến tướng lên thách đấu bao tiền chẳng hạn, mà bị thì sao đấy, mà vẫn nhận cài ta giả vờ thì trả lời tất cả các kênh đã và đang vi phạm vẫn được quan sát một cách chặt chẽ bằng các biện pháp kỹ thuật, hội đồng có thể kiểm tra và xử lý nếu như có dấu hiệu tái phạm. Làm thế nào để biết người chơi chung mình trong diện bị xử phạt để không chơi chung nữa? Trả lời cái này cũng đúng. Nhỡ đâu nó mời mình vào chơi nhưng mà mình biết thế nào được là nó lại hack map. Chẳng may thằng đấy nó hack map nhưng mà nó lại mời mình vào chơi chung thì làm sao? Việc gián tiếp hoặc trực tiếp ủng hộ người chơi vi phạm là hành động lan truyền sự tiêu cực ra cộng đồng. Hội đồng khuyến cáo người chơi cần lựa chọn những người chơi đáng tin cậy. Tức là với vấn đề này thì các bạn cần phải để ý tí nhá. Thằng bạn của mình ấy, đấy mẹ cứ tưởng là nó kỹ năng, ai ngờ nó hack map. Thì anh em phải để ý lần 1, lần 2 cẩn thận đấy. Và bắt cặp một lần có khi Garena chưa đánh đâu, nhưng mà bắt cặp rất nhiều lần để hưởng lợi thì là đánh đó. Thấy Garena thấy bạn cứ bắt cặp mãi với thằng hack map và coi như là ăn 6 tháng trở lên đó. Tại sao có những tài khoản hack map chỉ bị xử phạt 7 ngày? Câu này nói ai nhở? Câu này nói ai nhở? Câu này nói ai nhở? Mấy ngày gần đây có mấy bạn đăng video nhiều lắm. Câu này nói ai nhở? Ai nhở? Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu vi phạm, hệ thống sẽ lập tức khóa tài khoản lại để tiến hành kiểm tra thêm. Trên thực tế trong 7 tháng vừa qua có đến 76.360 tài khoản bị khóa tối thiểu 3 năm do sử dụng phần mềm thứ ba can thiệp trò chơi hoặc có dấu hiệu bất thường. Các bạn hiểu không ạ? Tức là khi mà phát hiện là tài khoản đấy có dấu hiệu là sẽ vi phạm thì hệ thống đã lập tức khóa lại 7 ngày. Trong 7 tháng. Như là các bạn phải hiểu là, tức là nha, các bạn hình dung nha. Câu này chính là câu mà gần như là nói thẳng trực tiếp với những người đang xuyên tạc. Người ta nói rằng Garena không làm gì, nhưng thực tế là Garena có ban 76.360 cái tài khoản tối thiểu 3 năm. Còn lại có những trường hợp người ta phải thả vì người ta không tìm được dấu hiệu là chính xác là tài khoản đấy hack map, hoặc cái hack map đấy quá tinh vi. Các bạn hình dung là như này. Tôi đã nói rất nhiều lần nhưng anh em không tin. Đấy là vì chúng nó quá đông nên mình đéo chống lại được. Cứ đòi phải là hiểu cho anh em, không quan tâm đến anh em. Đấy, suốt ngày bảo là không quan tâm anh em. Đấy, anh em khổ lắm. Nhưng mà thật ra là đấy là bởi vì cái thành phần hack map nó quá đông ấy các bạn. Ban 76.000 cái tài khoản rồi, tức là tôi nghĩ là đâu đó phải khóa lại 7 ngày, chắc là phải giờ tầm khoảng gấp đôi, gấp 3 ấy, khóa lại tầm khoảng vài trăm nghìn cái tài khoản. Phải vài trăm nghìn cái tài khoản bị khóa lại, nhưng chúng nó có sợ đâu các bạn.
Và các bạn nên biết rằng là có những lúc Garena sẽ quét được ra là nó hack map, nhưng có những lúc thậm chí là nó hack map nha, nhưng mà đôi khi phần mềm của mình không đủ bằng chứng là nó hack map thì mình cũng phải chịu các bạn. Và thực tế là với cái vấn đề mà Garena đã cố gắng để khắc phục rồi, còn lại thực sự nó một phần nó phải do ý thức người chơi. Tôi nói thật luôn, cái số lượng 70,000+ cái tài khoản hack map này, nói thật, nếu như chỉ cần bỏ thả 70,000+ cái tài khoản này sang bên danh thái danh đài, các bạn thấy sẽ tràn ngập hack map ngay. Các bạn bảo có bao nhiêu người chơi rank ở trong một ngày các bạn. Cho nên cái vấn đề quan trọng nhất vẫn phải là gì? Vẫn phải là ý thức của người chơi. Tôi đã nói với các bạn rồi, quan trọng nhất phải là ý thức của người chơi. Còn tất nhiên là Garena làm được càng tốt thì là càng vui. Hôm nay thì anh em cứ tang thì phải, thể anh em cứ tang. Hôm nay anh em còn tang tôi vào một cái vụ đấy là có một bạn, các bạn biết đấy, có một bạn, bạn ấy lấy ví dụ. Lấy ví dụ đéo gì. Lấy ví dụ đấy là Garena sử dụng AI đấy các bạn, để trả lời ở trong cái phần hỗ trợ, đúng không ạ? Ở trong cái phần tin nhắn hỗ trợ ấy là dùng AI để trả lời cái tin nhắn đầu tiên. Thì là bạn bảo là dùng AI để trả lời hỗ trợ. Thứ nhất nha, cá nhân tôi cũng đã từng gửi hỗ trợ cho Garena và tin nhắn đầu tiên đúng là cũng là AI. Và những tin nhắn sau thì nó không phải AI. Và có nói rằng là cái đấy tức là không quan tâm đến người chơi. Thế bây giờ bạn ấy thử chứng minh bạn ấy quan tâm đến người chơi đi. Bằng cách nào ạ? Tất cả comment vào tất cả những bài đăng của bạn ấy lên ở mạng xã hội, bạn ấy trả lời hết đi. Thế đấy cũng là chứng minh là bạn ấy đang quan tâm đến người chơi, fan hâm mộ của bạn ấy. Tôi nói một câu này, những gì mình không làm được thì đừng nói. Bản thân mình không làm được thì đừng nói. Cá nhân tôi cũng thế thôi, gần như không bao giờ tôi trả lời được hết comment của các bạn khi mà các bạn comment ở trên kênh chat của tôi, hoặc là các bạn inbox vào trong trang fanpage của tôi, trừ những comment liên quan đến công việc. Thế đặt ra giả thuyết là có thực sự là bạn ấy quan tâm đến người hâm mộ không? Quan tâm không? Cho nên tôi chỉ nói với các bạn này, hãy nghe người ta nói nếu như người ta nói và người ta làm cũng tốt. Còn đừng quan tâm đến những gì người ta nói, hãy nhìn vào những gì người ta làm. Người ta không làm được đâu các bạn, nhưng người ta yêu cầu người khác phải làm được. Ví dụ như tôi hỏi các bạn nhé, ví dụ như trong cái trường hợp mà ban như này của Garena đi, sẽ có khoảng 200,000 cái tài khoản bị rơi vào cái tình trạng là bị kiểu ví dụ nha, tôi tính là gấp 3 lần đi, là khoảng 200,000 cái tài khoản, đúng không? Họ bị rơi vào cái tình trạng là bị ban 7 ngày để kiểm tra, và sau đó sẽ có 76,000 cái tài khoản bị ban 3 năm. Và sau đó có 200,000 người gửi hỗ trợ. Theo các bạn có khác gì cái việc mà người ta comment ở trên kênh của tôi? Một cái bài viết của tôi comment nó chỉ được tầm khoảng 300 đến 500 cho đến 1,000 cái comment là cùng thôi. Tôi không trả lời được, tôi chỉ trả lời được đúng 1-2 cái comment là chính rồi. Ví dụ bây giờ 200,000 cái gửi hỗ trợ trong vòng 1 tháng, các bạn xử lý kiểu gì thì các bạn rep tay. Toàn đòi hỏi những cái thứ mà chính bản thân mình có làm được đéo đâu. Bởi vì tôi nói với các bạn này, Garena là một tổ chức lớn, nhưng mà cái bộ phận chăm sóc khách vàng nó cũng chỉ là một bộ phận ở trong đấy thôi. Giống như bạn ấy chẳng hạn, bạn ấy bây giờ vẫn đang kiếm tiền ở trong game mà bạn ấy đang chửi. Bạn ấy có người để bạn ấy kiểu hỗ trợ từng cái comment và trả lời bạn ấy không? Tôi cũng thế thôi, tôi nói thẳng luôn, tôi cũng đéo làm được. Riêng bản thân tôi cũng thế thôi, tôi đéo làm được nên tôi cũng đéo nói. Vì ví dụ nha, bây giờ chẳng hạn tôi mà bật cái kênh, bật cái tin nhắn ở trong cái kênh Tùng Họa Mi lên, tôi cũng nói thẳng với các bạn luôn, trong đấy tôi đếch trả lời ai. Cái nào tôi thấy vui thú vị, hoặc là cái nào mà anh Tùng ơi, em có kèo mu cô mê muốn hợp tác với anh chẳng hạn, ui tôi trả lời mẹ luôn, rep nhanh vãi lồ. Em à, em gọi điện trực tiếp cho anh qua số tài khoản 091 đấy, kiểu vậy, nhanh vãi đấy. Nhưng thật sự luôn, để mà nói kiểu như kiểu bây giờ hiện tại bây giờ có hàng nghìn cái tin nhắn ở trong tin nhắn chờ của tôi, tôi trả lời đấy đâu anh em. Toàn hỏi cháu muốn lấy lại nick, cháu muốn lấy thì tôi cũng dùng một con AI thôi các bạn. Và tôi khẳng định lại với các bạn một lần nữa này, vì mình không nói, mình không làm được, mình không có cái gọi là mình phải thông cảm với người ta các bạn. Vì chính bản thân mình cũng không làm được. Mình cũng có 5 người cùng hỗ trợ nhau phát triển ở cái fanpage mà mình không làm được, thì mình cũng phải thông cảm với người ta, vì người ta còn trăm công nghìn việc, người ta phải xử lý rất nhiều thứ.
giải đấu, cộng đồng, marketing, rất nhiều thứ khác nữa các bạn. Thế cho nên là việc mà người ta sử dụng hỗ trợ bằng AI và sau đó thì người ta giải quyết như thế nào thì đấy là chắc chắn là người ta phải làm cái đấy để người ta giữ cái cộng đồng của người ta. Tiếp nào, thuê slot chơi chung có được coi là vi phạm không? Nào, có một vài bạn đang nhân vào vin vào cái này để chửi người khác rất nhiều. Nếu bên cung cấp dịch vụ không vi phạm quy định của luật pháp và các chính sách của hội đồng đề ra thì không được tính là vi phạm. Ngược lại, nếu bên cung cấp dịch vụ có vi phạm thì cả người cung cấp và người tham gia đều sẽ bị xử phạt theo quy định. Các bạn nghe câu này các bạn có hiểu không ạ? Các bạn có hiểu ý của Garena không ạ? Thứ nhất, đây là câu hỏi để trả lời cho những cái bạn mà bảo rằng là tại sao thằng này chỉ cho thuê slot mà nó vẫn bị ban. Vì nó không chỉ cho thuê slot, vì nó còn cày thuê, vì nó còn hack map. Lý do nó bị ban là vì nó còn làm những hoạt động khác nữa. Dè chừng cái đoạn này, vì sao? Vì cái hoạt động này các bạn có thể là những cái hoạt động vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy chế của Garena. Vi phạm pháp luật thì có thể là kiểu như kiểu là các bạn kiểu như kiểu là tống tiền chẳng hạn, hoặc là các bạn kiểu như kiểu là làm những cái hoạt động mà ví dụ như sau này pháp luật đưa ra quy định chẳng hạn là các bạn chơi game các bạn không được kiếm tiền chẳng hạn, ví dụ như thế. Đấy. Ví dụ như pháp luật có đưa ra những cái quy định như vậy chẳng hạn thì cái đấy là Garena sẽ xử phạt. Còn nếu như pháp luật không quy định thì không sao. Thứ hai đấy là hội đồng đề ra là như nào. Tức là nếu như các bạn chỉ đơn giản là các bạn cho thuê slot, các bạn chỉ đơn giản là cho thuê slot thôi, và các bạn không cày thuê, các bạn không kéo rank, các bạn không lock up khác, các bạn không kiểu như kiểu ví dụ ngày hôm nay thì ông chơi nick rank chiến tướng, hôm sau ông lại nick rank cao thủ, hôm sau nữa ông lại chơi rank nick kim cương, hôm sau nữa ông lại rank cao thủ. Tức là ông sử dụng rất nhiều nick để chơi game. Và mỗi ngày lại một nick khác nhau. Và mỗi nick lại một chủ khác nhau. Là nếu như mà các bạn mà cứ kiểu như kiểu là đấy, hôm nay các bạn đánh nick này, mai các bạn đánh nick khác, người ta có quyền người ta điều tra. Thế là trả lời gần hết các câu hỏi rồi gì. Nhưng tôi vẫn nói đến một cái điều cuối cùng. Tổng cộng là 87.367 trường hợp. Và chỉ tính riêng thời gian xử lý là 6 tháng. Không tính là 7 ngày, không tính là 3 ngày. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người nói những cái câu kiểu rất chung chung. Có rất nhiều bạn dùng những câu cực kỳ chung chung. Như là hack map thì không ban, bút bẩn thì không ban. Không ban các bạn nhá. Rồi thì là Garena có làm được gì không? Không. Đấy. Thì theo quan điểm của tôi là như này. Đấy là những cái thứ truyền thông rất vớ vẩn. Và thực sự ấy, người ta luôn yêu cầu người khác phải hoàn hảo trong khi chính bản thân mình thì đếch có cái đéo để hoàn hảo cả. Bởi vì toàn những cái người đang cày thuê, đang hack map, đang bút bẩn nói câu đấy. Thế bây giờ toàn những người đang vi phạm luật nói câu đấy thôi. Vi phạm luật của người ta, người ta phạt rồi, người ta bảo rằng là ông không được làm thì ông cứ làm. Nhưng ông lại bảo là người ta không làm gì được các ông. Đấy là không làm gì được những cái trường hợp khác cơ, không phải các ông. Rất là buồn cười. Và các bạn nhìn vào tỷ lệ thì các bạn thấy ngay. Ban hack map nhiều gấp bao nhiêu lần? Nếu tính tỷ lệ ra thì bao nhiêu lần? Cộng cái 67.000 này cộng với lại cả 9.000 này, tôi nghĩ đều là ban đây. Nếu mà tính ra chỗ này đều là ban hack map hết này, hầu hết là ban hack map hết này. Sử dụng phần mềm thứ ba với lại cả dấu hiệu bất thường này hầu hết là ban hack map mà. Thì tính ra nó rơi vào tầm khoảng độ, cứ tính là 75.000 đây, 75.000, còn chỗ này là 350 đây, tức là khoảng gấp khoảng 200 lần. Số tài khoản hack map mà Garena ban là nó khoảng gấp khoảng 200 lần so với số tài khoản cày thuê. Thế nhưng người ta vẫn luôn nói rằng là Garena chỉ tập trung ban cày thuê, không ban hack map, không ban hack map. Này, ban bút bẩn thì bao nhiêu? Ban bút bẩn thì dàn xếp trận đấu là 9.500 so với 300 hơn, tức là khoảng gấp hơn 30 lần. Đấy. Tức là khi mà Garena đã đưa ra thông số rồi, thật sự luôn, tôi nghĩ là cố gắng đưa ra thông số cụ thể cho các bạn để các bạn hiểu rằng là Garena đã phải xử phạt như thế nào trong một tháng vừa qua, trong một tháng đưa ra chiến dịch.
thì Ghana đã phải xử phạt bao nhiêu trường hợp. Còn tất nhiên có những người, người ta sẽ nói là tôi không tin. Không tin thì chịu, làm nào được anh em. Người ta không tin, mình làm nào được với người ta bây giờ. Giờ nếu như người ta bảo người ta không tin, bây giờ mình làm nào được với người ta bây giờ. Garena chơi theo kiểu xanh chín đấy, bây giờ tao đưa ra cung cấp thông tin đấy, bây giờ mày chứng minh là nó sai đi. Để đéo chứng minh, chỉ nói là không tin thôi. Để tao không tin. Nhưng mà bảo là thế mày chứng minh là tao nói sai thì tao không ban được 67.000 trường hợp ấy. Không, tao không biết là chứng minh kiểu gì. Bằng chứng là hack map vẫn còn nhiều lắm. Cái bằng chứng nó đéo hợp lý thế nào các bạn. Cái bằng chứng nó đéo hợp lý thế nào cả. Làm gì có cái bằng chứng nào gọi là bằng chứng là hack map vẫn còn nhiều lắm. Mẹ. Ví dụ có 2 triệu thằng hack map còn chỉ có 500 thằng cày thuê thôi chẳng hạn. Thì chả hack map nó chẳng còn nhiều. Còn có cái bảng phong thần nữa, tất nhiên là có cái bảng phong thần nữa. Tôi còn chưa xem cái bảng phong thần đâu. Thuê swap cứng không khác cày thuê trá hình trên sở chim là bao. 4 thằng đệ cầm 4 ơi của khách xong vô kêu thuê swap cứng thì đâu khác cày trực tiếp đâu. Cơ mà là đất thằng nào thuê gái chơi game trên sở chim, lại còn là sở chim 3k view trên kênh 50k sắp xứng đáng bị ban 6 tháng. Thế thì tôi lại nói với các bạn như này. Đầu tiên là Garena không quy định cái trường hợp cho thuê slot chơi chung được tính là vi phạm. Đầu tiên là Garena không tính là cái trường hợp đấy riêng lẻ nha. Chỉ có mỗi cái đấy là tính là vi phạm là không nha. Nhưng nếu như bạn là trá hình thì tất nhiên là bạn là trá hình mẹ rồi, còn gì nữa. Bạn cho tất mẹ mấy cái thằng kiểu cày thuê vào để cho để vào thì nó là trá hình rồi, gì nữa. Garena mà kiểm tra mà thấy kiểu mấy thằng kiểu bắt đầu kiểu nói chuyện với nhau và mấy thằng kiểu đánh với nhau thì đúng kiểu thằng đéo đọc ao trình hết chẳng hạn, người ta sẽ điều tra xem có đúng là cho thuê slot không, hay là đây là cái trường hợp gọi là những thằng mẹ bạn thằng đấy lốc đích vào thôi, là điều đầu tiên đã. Người ta điều tra, người ta check IP máy, người ta check xem là những cái IP này có trùng với những cái IP cày thuê hay không. Người ta check lịch sử đấu xem những cái IP này đánh lịch sử đấu những cái nick nào, toàn thắng hay như nào, đánh như kiểu dàn xếp trận đấu hay như nào. Người ta điều tra. Thế còn lại nếu mà điều tra không ra thì đấy là người ta chưa điều tra ra, người ta kém thì người ta phải khắc phục. Thế thôi. Thân Kenji bơm tùng mõm 100.000 thể lực. Like vui vẻ em. Ui, em cảm ơn anh Thân nhá. Dạo này anh bận quá muốn. Vâng ạ. Thank you anh, lâu lắm rồi không thấy anh vào xem kênh. Thế còn tôi nói tiếp với các bạn này, cái vấn đề mà các bạn nói là cày thuê, cho thuê slot không khác cày thuê. Cái này tôi không đồng ý lắm. Lý do là như này. Twency bơm tùng mõm 10.000 thể lực. Ngày nay muốn làm gì thì phong bì phải đi trước. Tiệc mừng đám cưới đến chia buồn đám ma. Từ chú T hay đến Garena, đấm vào mõm tầm răm chục củ thì chú T còn rót trà mời rồi vào việc. Ví dụ, vớ vẩn. Chú T thả chó tiễn khách. Vớ vẩn. Ví dụ nha. Tôi lên mạng này, tôi đọc số phòng cho các bạn vào chơi cùng với tôi. Như thế tôi có được tính là cày thuê không? Nếu nói như các bạn thấy thì khác đéo rồi, tôi cũng tính là cày thuê. Cái việc nhận tiền hay không nhận tiền nó không là cái quan trọng các bạn nhá. Bây giờ nha, ví dụ nha các bạn ví dụ nha, các bạn nhận án cày thuê này, kể cả các bạn không nhận tiền các bạn vẫn tính là án cày thuê. Ví dụ nha, trong trường hợp mà các bạn đánh hộ cho thằng bạn và đánh hộ liên tục cái nick cho thằng bạn, sau đó thì các bạn gọi là đấy, đánh hộ nhưng mà không lấy tiền đấy, vẫn tính là cày thuê. Nếu như các bạn mang công khai lên bạn. Thế thì ngược lại giống như các bản thân tôi chẳng hạn, tôi vẫn đánh nick tôi và tôi vẫn cho các bạn chơi. Thì nếu là tính theo các bạn đấy là cho thuê slot như các bạn kia thì nó như thế này cũng tính là cày thuê. Các bạn phải tách biệt hai vấn đề này. Các bạn tách biệt hai vấn đề ra. Vấn đề thứ nhất là cho người khác chơi chung. Thì cái việc nhận tiền hay không nhận tiền thì vẫn là cho người khác chơi chung. Và cái đấy không tính là cày thuê. Vấn đề thứ hai đấy là nhận tiền hay không nhận tiền. Vấn đề đấy liên quan đến pháp luật, không liên quan đến Garena. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Các bạn có hiểu vấn đề không ạ? Các bạn phải dùng hai, các bạn phải tách hai cái vấn đề ra. Một là vấn đề về pháp luật. Thì cái việc cho thuê slot, nhận tiền hay không nhận tiền, nó là vấn đề pháp luật. Còn cái vấn đề mà Garena cấm là vấn đề Garena cấm cày thuê, chứ không là cấm là cho thuê slot. Bởi vì tại sao? Bởi vì các bạn cho những người khác vào chơi cùng nhưng đúng là những người đấy chơi thì Garena không cấm. Cái điều này nó quan trọng ở cái điểm này. Ví dụ nha, tôi nói ví dụ các bạn nha. Thật ra anh em chơi game cùng với bạn bè ấy, vốn dĩ nó cũng đã là kiểu chênh lệch sao rồi các bạn.
khi anh em chơi game cùng bạn bè thì anh em mỗi người lại có một trình độ khác nhau, nó cũng đã khác nhau rồi. Thế các bạn cho chơi game cùng với nhau, tức là các bạn đã cho cái phần đấy là nó xuất hiện rồi. Thế ra vì việc là cái việc ví dụ tôi là người live stream, tôi cho khán giả của tôi vào chơi và khán giả nào donate tôi sẽ ưu tiên, đó là chuyện rất bình thường. Bởi vì tại sao? Bởi vì là ví dụ như trong trường hợp mà tôi cho khán giả này hay tôi cho khán giả kia, đấy là chuyện của tôi. Đấy, còn cái việc mà tôi đánh là tôi không hề vi phạm, bởi vì tôi vẫn đánh bằng nick của tôi, khán giả của tôi đánh bằng nick của khán giả tôi. Tôi không có làm cái gì hết rồi mà. Tôi chả làm gì hết. Cái này cũng sẽ có bạn thắc mắc là như này. Ví dụ như là cái người mà cho tôi cho thuê vào slot, người lại cày thuê thì sao? Ví dụ đúng không? Nếu như tôi biết tôi sẽ là người có tội. Nếu như tôi biết là người tôi cho thuê vào đấy, chơi cùng với tôi mà lại là người cày thuê mà tôi vẫn chơi, thì tôi sẽ là người có tội. Còn nếu như mà tôi cho người ta thuê vào, người ta chơi cùng với tôi và tôi hoàn toàn không biết người ta là ai chẳng hạn, thì tôi chả có lý do gì mà tôi vi phạm cả. Tôi biết làm sao được anh em, nhỡ nó gài tôi thì sao, đúng không? Nhỡ bây giờ có một thằng cày thuê vào nó gài tôi chẳng hạn. Nó vào nó giả cho tôi 100.000 xong nó bảo là ừ đấy, anh cho em chơi cùng, xong lúc sau nó bảo ha ha tao cày thuê, tao sẽ tố cáo Garena, chắc chắn tôi không có tội. Vì tôi không biết. Đấy, quan điểm là như vậy. Biết và không biết nó khác nhau các bạn. Mọi thứ thì nó có ở trên truy vết rồi, mình cãi làm sao được. Hoặc là nó có thể là kiểu như kiểu là ví dụ thằng đấy nó nhắn tin cho tôi mà nó nói luôn là em cày thuê đấy mà tôi vẫn cho nó chơi chẳng hạn, là tôi biết. Sau này nó mang bằng chứng ấy nó đi tố cáo tôi thoải mái. Các bạn nhìn lại một lần nữa nha, cái tỷ lệ các bạn nha. Các bạn nhìn lại một lần nữa tỷ lệ này. Anh em nhìn lại một lần nữa tỷ lệ này. Để các bạn thấy này, mới chỉ ban có 348 tài khoản cày thuê thôi mà anh em cày thuê đã dãy đành đạch lên rồi. Và luôn có câu cửa miệng là gì? Ôi giời ơi, hack map bút bẩn thì không ban. Đây, hack map này, bút bẩn này. Ôi giời ơi, hack map và bút bẩn không ban, ban cày thuê, chúng tôi quảng cáo cho con game. Các bạn thấy không? Mới chỉ ban có 348 tài khoản, chắc đâu đó rơi vào tầm khoảng độ 3-40 con hàng. Ban tầm 348 cái tài khoản của 3-40 con hàng nào đó mà đã dãy nảy lên rồi. Và thường dãy nảy lên luôn kèm những câu đó là hack map không ban, bút bẩn không ban. Đây, ban có gấp khoảng mấy trăm lần đấy hả? Ban hack map bút bẩn có khoảng mấy trăm lần đấy. Dãy nảy lên kia. Nhưng mà thật ra tôi nói thật với các bạn, tôi sẽ không bao giờ nói được với những cái bạn đi theo mảng đen đấy. Vì tại sao? Vì các bạn ấy luôn có những cái lý do. Và thậm chí tôi còn nghe thấy những cái câu như là kiểu chúng mày hay mị dân không? Các bạn ấy đang mị dân đấy. Đấy mới là đang mị dân đấy. Làm sai nhưng lại nói như kiểu mình đang làm đúng. Đấy là mị dân. Luôn có cái câu đấy là tôi sai nhưng cái sai của tôi nhỏ xíu, cái sai kia mới quan trọng. Đấy mới là đang mị dân. Người ta đang làm đúng nhưng mà người ta làm không nổi thì lại bảo người ta sai. Còn mình là đang làm sai nhưng lại từ đấy bảo là cái sai của mình nó nhỏ lắm. Nhỏ lắm, sai của mình nhỏ lắm, không đáng kể đâu. Thế nên là bên kia sai nhiều hơn tôi. Đấy, cái đấy là mị dân đấy. Cái đấy mới là đang tuyên truyền, đang gọi là dắt mũi. Bởi vì bạn ấy có dùng một câu đấy là tôi dắt mũi. Tôi dắt mũi để làm gì? Ví dụ nhá, ví dụ này, ví dụ như là tôi bảo là kiểu như kiểu cày thuê là xấu ấy, tôi được cái gì? Bây giờ anh em phải hiểu, nếu như tôi dắt mũi anh em thì tôi phải được cái gì từ đấy? Tôi được cái gì đã? Ngoại trừ anti, ngoại trừ các bạn cày thuê ghét tôi thì tôi được cái gì? Bây giờ mình xanh chín với nhau đi. Phải nói một cách xanh chín với nhau đi. Bây giờ tôi được cái gì đã? Tôi đếch được cái gì đúng không? Tôi có thêm người chơi không? Tôi có thêm tiền không? Không có. Thế còn các bạn ấy, các bạn ấy dắt mũi thì các bạn được cái gì? Được tiền donate là các bạn thấy từ nãy giờ nói về hoạt động cày thuê có bao nhiêu người donate?
từ nãy giờ khi tôi nói về cái hoạt động đại cày thuê này có mấy người donate? Mấy người donate 10.000 cho tôi? Riêng anh Kenny thân là lâu rồi không vào xem stream của tôi, anh không cần biết là thời điểm nào anh vào anh donate cho tôi 100k, không liên quan đến việc cày thuê không cày thuê cả. Nhưng ngược lại, mấy cái bạn cày thuê ấy, mồm ra giả là kiểu như kiểu người ta dắt mũi mình, thì những bạn ấy có được không? Có được mà. Nếu được cày thuê, nếu được cày thuê thì có mà. Các bạn ấy đút túi ngay lập tức tiền mà, vào túi luôn. Rồi ok donate 10k luôn. Mày vớ vẩn, ví dụ bình thường tao làm chủ đề khác mày vẫn donate tao 10k, mày hãy nói đấy là sự thật đi. Đừng nói rằng là vì tao làm cái này mày mới donate 10k có được không? Nhìn rộng ra anh Tùng được cả một tương lai bình luận dài, view bền bỉ và tương lai của sự phát triển con game trường tồn. Thế thì cái được của anh nó đang là cái được rất là chính thống. Cái được của anh là cái được cách mạng mẹ luôn. Nếu mà như thế thì cái được của anh lại rất cách mạng, rất ổn. Tức là đang cố gắng để giúp cho con game phát triển lâu dài. Thế cái được của anh lại rất tốt. Còn cái được của các bạn ấy khi nói về cái việc đấy mà các bạn ấy bảo các bạn ấy không rắc mũi còn anh rắc mũi á, là các bạn ấy được. Anh cảm ơn slide, cảm ơn ánh sáng của cuộc đời anh, cảm ơn em. Chính ra chính các bạn ấy á, là nếu như không cày thuê được là đang mất miếng ăn, còn nếu được cày thuê là có miếng ăn. Cái lúc mà người ta lên án ấy thì người ta rất là to. Thật. Người ta luôn nói rằng là cày thuê, đi diệt cày thuê. Không. Cái số lượng diệt ở trong này, số lượng diệt cày thuê là thấp nhất. Các bạn nhìn thử xem, trong tất cả những trường hợp ban thì trường hợp ban quảng cáo cày thuê là thấp nhất. Cái slot đánh game chung từ tuần này qua tuần nọ mà chưa DC lần nào đánh chung nè mắt cười. Tôi sắp tới tôi sẽ mở việc cho thuê slot. Lý do là cho thuê slot vào gánh Tùng Họa Mi. Thằng nào cho thuê slot là 50 một tiếng chẳng hạn là vào được quyền gánh Tùng Họa Mi. Bởi vì Garena cho phép rồi nên tôi sẽ cho thuê. Garena cho phép rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Tôi xin nhắc lại một lần nữa các bạn nhìn nhá. Các bạn được nhìn lại một lần nữa này. Trong tất cả các trường hợp ban thì trường hợp ban quảng cáo cày thuê là ít nhất, nhưng số lượng này mồm lại to nhất. Cảm ơn bạn giờ like nhau. Hiện tại tôi thấy có nhiều bạn cày thuê ấy, có những bạn rất là kiểu như là biết rồi. Các bạn ấy biết là khi các bạn ấy đối đầu với Garena, các bạn không có cái lợi gì cả. Dù các bạn ấy có làm nữa hay không, các bạn ấy yên, các bạn ấy không lên để tranh cãi, tranh đấu gì nữa. Vì các bạn ấy biết là mình đang sai nên mình không cãi được. Thật, tôi nói thật, có những bạn biết rồi. Vì các bạn ấy sai nên các bạn ấy không quan tâm nữa. Đấy, còn các bạn ấy có làm nữa hay không ấy. Ví dụ như các bạn ấy vì miếng cơm manh áo mà các bạn ấy chấp nhận phạm luật để các bạn ấy làm ấy, thì cái đấy là chuyện của các bạn ấy thôi, không phải chuyện của tôi. Tôi không quan tâm với những bạn ấy. Thật sự. Bởi vì là cái hoạt động này như nhiều người nói là ở nước nào cũng có. Cái đấy là thật. Bởi vì tại sao các bạn phải biết này, cái mặt đen, cái mặt tối ấy, ở nước nào mà chả có. Ở nước nào mà chả có người vi phạm pháp luật. Chẳng nhẽ có quốc gia nào không có người vi phạm pháp luật các bạn? Làm gì có. Thế nên là ở nước nào mà chả có cày thuê, ở nước nào chả có người vi phạm cái luật mà Garena đưa ra. Thế là các bạn ấy tôi không quan tâm vì các bạn ấy không quảng bá. Mà các bạn ấy là gần như là các bạn ấy thôi, các bạn ấy cứ làm. Còn ban thì các bạn ấy chịu. Tức là các bạn ấy đã chấp nhận, các bạn ấy tự làm rồi thì các bạn ấy bị ban thì các bạn ấy tự chịu. Và các bạn ấy không nói nhiều về vấn đề này nữa. Nhưng có những người thì lại rất thích nói về vấn đề này theo kiểu là tao đúng. Chúng mày lại rắc mũi dư luận cơ. Thế mới giỏi. Trong khi, đấy, nhìn lại một lần nữa, nhắc lại các bạn một lần nữa nhá. Trong tổng cộng 87.379 trường hợp vi phạm trong tháng 7 này bị ban thì chỉ có 348 tài khoản bị ban bởi vì quảng cáo cày thuê thôi. Tức là cái trường hợp quảng cáo cày thuê bị ban ít nhất. Nhưng những cái ông này lại nói nhiều nhất, mồm to nhất. Bảo tại sao mà người ta không ban? Ban cho bớt đi anh em. Có một cái nữa tôi cũng xin nói với các bạn này. Có một cái nữa tôi cũng muốn nói với các bạn này. Hiện tại có nhiều đứa nó còn lợi dụng cái đấy làm content các bạn ạ. Tức là nó dùng cái việc mà bị ban này để làm content, để nó chửi.
Nhá thật. Tôi chỉ mong có một cái cách để xử lý được cái vấn đề này. Đấy là anh em bớt hóng với cái trường hợp này đi. Hãy coi nó thành một thói quen. Hãy coi đây một thói quen các bạn nhé. Thì nó đền cho khách thì nó chẳng than. Bây giờ dám chơi dám chịu thôi. Nhẽ ra thì phải là dám chơi dám chịu. Mình làm một thứ đấy là vi phạm quy định của nhà phát hành. Đó là cày thuê, tức là nhà phát hành không cho, nhưng mà mình làm. Thì mình dám chơi, nhẽ ra mình phải dám chịu. Đây chơi được nhưng mà không chịu được. Ê hỏng rồi. Giống kiểu vào hiệu xăm bảo em muốn xăm mình. Đau không anh? Không thành vấn đề. Đấy, kiểu vậy. Nhưng mà đến lúc đau rồi, ê mẹ thái đau thế. Đau quá. Mẹ biết xăm đau này đéo xăm nữa. Kiểu vậy. Thôi tao không xăm nữa. Thôi không xăm nữa, không xăm nữa, đi về. Giang hồ mạng rồi. Cái này giang hồ mạng rồi. Em dám chơi nhưng mà không dám chịu anh em ạ. Nó tô xích nhưng nó không bút bẩn thì tôi đã nói rồi các bạn. Tôi không nói bút bẩn là đúng. Bút bẩn cũng sai. Đây, trường hợp bút bẩn là dàn xếp các hạng trận đấu này là 9.400 nick bị ban. Nhưng mà tôi nói với các bạn này, các bạn phải hiểu này, cái số lượng người cày thuê nó ít thôi, nhưng mà mồm to. Còn số lượng người mà hack map và bút bẩn nó nhiều lắm các bạn. Đấy là những người mà người ta mua dịch vụ về người ta dùng, chứ không phải là những người cày thuê. Các bạn hình dung này, cày thuê này nó giống như cái đơn vị bán hàng ấy, đơn vị bán buôn ấy. Nó là cái đơn vị đầu não để nó bán hàng. Và số lượng bị ban nó ít thôi, nhưng mà nó là đều là những người có sức ảnh hưởng. Còn những người này đều là những người mà các bạn hình dung rằng là những người này người ta không lên tiếng. Và vì người ta không lên tiếng được nên mấy cái ông cày thuê cứ bảo rằng là không có những người này xuất hiện. Không có đấy. Nhưng mà chẳng có người ta trả lên tiếng nữa các bạn. Nó mua hack map về, nó dùng, sau đó bị ban, nó chấp nhận, thế thôi. Thật ra là nó không chấp nhận đâu, vẫn có những thằng inbox cho tôi. Vẫn đầy thằng inbox cho tôi, anh ơi em chốt dại. Em chốt dại, em hack map một lần. Anh có thể mở nick cho em không? Hết bao tiền em chịu. Thế lại quay trở lại câu chuyện. Lại quay trở lại câu chuyện, đấy là nếu như mà tôi là một người không liêm. Đấy. Tôi lại đi tìm móc nối mối quan hệ. Xong để tôi mở nick cho nó ra. Thì thật ra là ai sai các bạn? Tôi sai. Chứ không phải Garena sai. Nếu như tôi làm như thế thì tôi là trường hợp con sâu làm dầu nồi canh. Chứ không phải Garena sai. Xin thưa các bạn là như vậy. Thế cho nên là có nhiều thằng nó lại vin vào lý do. Nó bảo là kiểu như kiểu là có những thằng hack map. Xong rồi kiểu như kiểu là hack map, nhưng mà kiểu muốn mở lại đúng không? Bỏ tiền ra được mở lại. Xin thưa với các bạn luôn, đấy là nếu như trường hợp đấy thực sự có xảy ra, tôi chưa nói chuyện bịa đặt. Thì nếu thực sự cái trường hợp đấy nó có xảy ra thì đó là một con sâu làm dầu nồi canh. Nó là một thằng nào đấy nó làm dầu nồi canh, chứ không phải Garena sai. Rõ ràng quan điểm là như thế các bạn nhá. Mod skin có ban không? Đây này. Cái việc mod skin nó sẽ liên quan đến chỉnh sửa ứng dụng này, 374 tài khoản này. Đấy, cái đấy đấy. Hiện tại có một vài bạn cày thuê đang lách luật đấy. Chuẩn bị tinh thần. Hiện tại đang có vài bạn cày thuê đang bắt đầu cố gắng tìm cách để lách luật. Chuẩn bị tinh thần. Garena chưa làm gì được các bạn chẳng hạn. Ví dụ như hôm nay các bạn đang spam một cái câu đấy là VMK. Đấy, livestream 3k view không bị ban kìa anh. Thì các bạn ấy có những cái cách để các bạn đã lách luật mà. Thì nhắm lách luật được thì tốt, không sao cả. Tốt cho các bạn ấy. Các bạn ấy vẫn kiếm được tiền. Nhưng Garena sẽ tìm cách để khắc phục cái vấn đề đấy. Có thể bây giờ chưa khắc phục được, thì sau sẽ cố gắng để khắc phục. Đúng rồi đấy, dạo này thấy bảo bạn Sơn Phi đang lách luật bằng cách đấy. Thì Garena bây giờ chưa làm được thì sau này sẽ cố gắng làm được. Cố gắng sau này làm được. Ví dụ như là điều tra xem IP của bạn ấy chơi là gì. Ví dụ như là xem ở trong những cái lần ban cũ ấy, cái nick mà mình ban IP chơi là gì. Dình dình ban. Nói chung là Garena sẽ tìm thêm cách. Nhưng mà cái đấy thì tôi không can thiệp được, vì tôi không phải là người ban. Tôi không phải người ban.
các bạn ấy đang dùng cách đó là mod tên. Tôi không phải là người ban. Và xin nhắc lại một lần nữa, ví dụ như là bạn Vũ Mạnh Cường nhỉ, tôi không có vấn đề gì với bạn ấy cả, vì bạn ấy không nói gì tôi cả. Đây tôi xin nhắc rõ ràng nhá, quan điểm của tôi này, tôi không có vấn đề gì với tất cả các bạn cày thuê cả, đặc biệt là bạn Cường đấy chẳng hạn. Bạn ấy không nói gì tôi cũng chẳng có vấn đề gì với bạn ấy cả. Nhưng các bạn cày thuê đang vi phạm quy định của Garena thì Garena sẽ ban các bạn ấy. Còn lại khẳng định lại, tôi chỉ nói bởi vì có nhiều bạn nói tôi là tôi người tuyệt vời nào đó không được nói các bạn ấy. Kể từ khi ra mắt vào năm 2017, không được nói đến người cày thuê chứ tôi cũng chưa động đến ai cả. Luôn tuân thủ sự công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp. Để tăng cường chất lượng giải đấu, chúng tôi đã cập nhật các quy định, biện pháp kỷ luật. Các cập nhật này bao gồm chi tiết về hướng dẫn hành vi của vận động viên, hình phạt cho hành vi sai phạm. Mẹ ông nào comment như kiểu mẹ Garena trá hình luôn ạ. Dã man thật. Đừng bắt chiếc Garena nhá. Không vui. Tôi khẳng định lại các bạn này, cái việc mà các bạn cày thuê ấy, nó chả ảnh hưởng đến tôi cả. Đây chia sẻ thật, nếu như nó có ảnh hưởng là lâu dài đến con game mà tôi đang theo đuổi. Còn các bạn ấy làm không ảnh hưởng đến tôi cả. Chỉ có điều là với Garena thì nó có ảnh hưởng. Và thực sự trong cái lần mà tôi nói chuyện trước đấy về vấn đề cày thuê ấy các bạn, tôi chưa hề đả động đến trực tiếp một cái tên nào cụ thể. Tôi xin thưa các bạn là như vậy. Nhưng mà các bạn ấy nói tôi, thế nên tôi bắt buộc là tôi phải đả động đến cái tên thôi. Còn nếu không thì tôi cũng không quan tâm rồi các bạn. Người ta cày thuê, người ta vi phạm pháp luật chẳng hạn, nó cũng chưa liên quan đến mình chẳng hạn. Thì thôi, mình thật sự là nếu mà mình muốn một cái tương lai tốt đẹp thì mình nói những cái người đang thuê cày á, là các bạn ơi, các bạn tại sao các bạn phải thuê cày vậy? Tại sao các bạn lại phải yếu đuối ạ? Chơi game bình thường không được à? Còn thật sự tôi cũng chưa bao giờ được đả động các bạn đấy cả. Rồi nào, kết thúc vấn đề ở đây nhá. Kết thúc vấn đề cày thuê ở đây nhá. Vào làm vài game nhá. Để trước khi vào làm vài game tôi xin tổng kết lại. Garena đã phải đưa ra một cái thông báo cụ thể, thông báo xử lý vi phạm tài khoản tháng 7 năm 2024. Một thông báo rất là cụ thể. Ngày hôm nay thì sẽ có rất là ít bạn xem được. Tôi sẽ cắt cái video này để làm thành một cái video ở trên Facebook, một cái video ở trên YouTube, một cái video ở trên TikTok, hoặc thậm chí là 2-3 video trên TikTok cơ, để cho các bạn xem dần trước khi mà đến giai đoạn mới. Và tôi hy vọng rằng Phong sẽ cắt ok được cái đoạn này, có thể làm thành một cái video album ở bên TikTok cũng được, để cho các bạn ấy hiểu được. Đây các bạn nhớ này, một hành vi xử phạt mới mới được bổ sung này. Đây là chủ động hoặc là cố tình tham gia chơi chung với các tài khoản vi phạm. Đây là một cái rất là quan trọng nha các bạn nha. Ví dụ như anh em biết là thằng này hack bát mà anh em lại xin chơi chung với nó để anh em được cái thằng hack bát bảo kê, là anh em sẽ bị ban từ 6 tháng đến 3 năm nếu anh em bị phát hiện đó. Còn cái điều cuối cùng mà tôi muốn nói, một lần cuối cùng ở trong buổi livestream ngày hôm nay tôi nói về vấn đề này. Vấn đề cuối cùng. Khi các bạn bớt làm đi thì tự nhiên ý thức sẽ nâng lên dần dần. Các bạn hãy tô xích thật mạnh vào với bọn hack map bút bẩn và được thuê cày để lên rank và sau đó chúng ta thi đấu. Các bạn hãy tô xích thật mạnh lên. Tôi nghĩ là các bạn được phép gặp một thằng hack map mà các bạn biết chắc là nó hack map, thậm chí nó nhận nó hack map rồi. Bạn được phép là coi thường nó. Chửi thì cẩn thận nhá, không phải Garena lại ban. Bởi vì là chửi cũng là một hành động không được phép trong game. Nhưng các bạn được phép coi thường chúng nó. Được phép không coi chúng nó ra gì cả. Bút bẩn, cày thuê, thuê cày đấy. Bút bẩn, thuê cày, rồi hack map, dàn xếp trận đấu. Các bạn hãy coi chúng nó như là rác thôi. Đấy mới là rác. Game không rác mà game trong game có những thành phần rác. Garena có nỗ lực đến mấy đi chăng nữa mà nó thành xu thế, tức là thằng nào cũng đòi hack, thằng nào cũng hack map, thằng nào cũng bút bẩn, thì cuối cùng vẫn không đỡ nổi đâu các bạn.
Cho nên là quan trọng nhất là cái ý thức ấy. Mình nâng cao cái ý thức của mình lên, được tuyên truyền nhiều người, rất là nhiều người tuyên truyền về cái việc đấy là đừng đừng hack map, đừng bút bẩn, đừng các thứ nữa. Thì dần dần ý thức của người chơi cũng được nâng lên. Tôi nói thật, ban hết cái pack nào được anh em? Làm sao để mình ban hết nó được? Bây giờ các bạn hình dung này, cuộc sống này. Cảm ơn Phan Nam nhá. Trong tháng 8 tới, hội đồng sẽ xem xét thêm các trường hợp thuê gái chơi chung sẽ bị ban vĩnh viễn vì đây là hành vi thác loạn game, làm xấu cộng đồng, ví dụ game thủ tùng hoa mi. Im mồm, im mồm. Game thủ tùng hoa mi thuê gái chơi chung một cách rất xanh chín, chơi 4 game thua 3 game. Game thủ tùng hoa mi thuê 5 game thua 3 game. Nhầm, thuê 5 game thua 3 game. Đánh cực kỳ xanh chín. Garena Tuyên Dương vì đánh quá xanh chín, thuê chơi chung, thuê đánh 5 game thua 3 game luôn. Quy vào tội cày thuê không quy định được. Quy vào tội gọi là dàn xếp trận đấu không quy định được. Quy vào tội đấy là kiểu như kiểu đấy là bút bẩn không quy định được. Chỉ có thể quy vào tội là đánh game ngu thôi. Và cái tội đấy thì được quyền khuyến khích là chơi game nhiều lên. Game thủ tùng họa mi, hãy tin game thủ tùng họa mi. Quy vào tội đánh ngu đánh gà, mà cái tội đấy thì khuyến khích đánh thêm. Đấy là hội đồng liên quân, đấy là tôi thay mặt hội đồng liên quân, đấy là khuyến khích là những bạn nào mà chơi game mà bị gà đấy, cố gắng chơi nhiều lên thì cố gắng sẽ được pro lên. Đấy, lời khuyên đến từ cộng đồng, dành cho cộng đồng đến từ tôi. Tôi tin Garena sẽ đồng ý với lời khuyên này. Một đời liêm khiết rồi. Mà thật ra cái chế độ ẩn lịch sử đấu nó nhảm VKL ra ấy không? Nó không nhảm. Nó là tôn trọng quyền riêng tư và được sử dụng để chúng nó lách luật, để chúng nó cày thuê đỡ bị người ta phát hiện hơn. Thì cái mà các bạn thấy nó lách luật mới là cái nhảm. Còn cái quyền cơ bản về việc là che lịch sử đấu là cái quyền cơ bản, cái quyền đấy là cái quyền hợp lý, hợp pháp.